Video này được mang đến cho bạn bởi đồ chơi công nghệ Seven, nơi mang đến cho bạn tai nghe One Audio F2 đến từ hãng tai nghe DJ bán chạy nhất Amazon, với chất âm hay chuẩn DJ, bay sống động như D-Bar, màng loa 10mm với thiết kế quá đẹp với điểm tô là hoa tiết đĩa than, thời lượng pin lên đến 40 tiếng, sạc một lần đủ nghe cả thanh xuân. Hàng chính hãng bảo hành 12 tháng, giá chỉ 590k, hợp lý mọi nhà. Dành riêng cho người xem hệ thống kênh The Reviewer, khi bạn bấm vào đường link bên dưới sẽ có ngay mã giảm giá 50k. Nhớ nhấn lưu mã và nhớ ra ngay đồ chơi công nghệ 7. Link chi tiết dưới phần mô tả và bình luận. Từ đất nước có khả năng copy cả khái niệm copy, đến với bộ phim cũng hơi copy một tí, vì ai cũng thấy nó giống hệt phim siêu nhân Nhật Bản, với các chiến binh biết tạo dáng cực ngầu trước khi biến hình, tạo dáng cực ngầu sau khi biến hình, tạo dáng cực ngầu ngay khi đang biến hình, và phải chiến đấu với vô số quái vật để bảo vệ trái đất, hoặc ít nhất là bảo vệ mỗi Trung Quốc, đồng thời mang đến những giá trị giáo dục, những bài học sâu sắc về xã hội, anh hùng trái đất. Bộ phim Anh hùng trái đất. Bạn đã biết motif một nhóm người Nhật đánh nhau với quái vật hay một nhóm người Nhật tự đánh lẫn nhau? Hãy sẵn sàng tinh thần để đón nhận một luồng gió mới với bộ phim về một nhóm người Trung đánh quái vật và một nhóm người Trung tự đánh lẫn nhau. Đến với thế giới giả tưởng nơi quái vật chỉ muốn hủy diệt mọi thứ chỉ đơn thuần vì chúng độc ác, chứ không đi kèm bất cứ background story đáng đồng cảm nào. Sự tồn vong của loài người đặt hết lên vai của 5 chiến binh đến từ 5 ngôi làng: Tuyết Ngào, Phong Ưng, Hắc Tê, Viêm Long và Địa Hổ. Nhưng mà hầu hết anh em Việt Nam nào cũng biết là Kim Khuyển, Mộc Ưng, Thủy Giác, Hỏa Long và Thổ Báo là hàng phòng thủ đầu tiên của trái đất. 5 chiến binh này phải được tuyển chọn kỹ lưỡng, những bài thi sát hạch khó khăn, những khóa huấn luyện gian khổ, những phẩm chất của một chiến binh vì trái đất và giấy khen học sinh giỏi là thứ họ không cần. Vì điều duy nhất quan trọng phải là hậu duệ của 5 ngôi làng kể trên. Yep, đây là phim về một đám con ông cháu cha gặp Hân Nam, con cháu làng Hỏa, chủ nhân của Viêm Long Giáp. Anh là người có nhiều tố chất nhất để trở thành một siêu anh hùng, như yêu trẻ em, yêu hòa bình, yêu đánh đàn và mồ côi. Là chiến binh đầu tiên xuất hiện, Hân Nam được trao chức đội trưởng chiến đội, và quan trọng là được ban sức mạnh từ Viêm Long, thứ cho Hân Nam kỹ năng của một bậc thầy cận chiến như đấm là đau tay, bắn cung dù đứng rất gần, ghép dao thành boomerang và ném. Chiến binh thứ hai của chiến đội, Đông Sam, con cháu làng Mộc, chủ nhân của Phong Ưng Giáp. Anh là một điệp viên ẩn mình trước khi trở thành một siêu nhân đánh nhau trước ống kính máy quay. Với kinh nghiệm 3 đời làm siêu nhân của gia đình, cộng thêm khả năng nhảy cao và vũ khí nỏ từ Phong Ưng, Đông Sam có tất cả những gì cần thiết để trở thành xạ thủ bắn tỉa của cả đội. Và anh dùng tất cả những gì cần thiết để lao vào đánh nhau trực tiếp, lao vào đánh nhau trực tiếp, lại lao vào đánh nhau trực tiếp. Chiến binh thứ ba là Bắc Diểu, con cháu của làng Thủy, chủ nhân của Hắc Tê Giáp, căm thù quái vật từ bé. Và thứ duy nhất anh căm thù hơn quái vật là cơ chế hoạt động của một tổ chức nào đó. Tôi không cần phải giải thích với cậu, điểm khác nhau lớn nhất giữa chúng ta là tôi thì nhìn xa, còn cậu thì chỉ biết cái trước mắt. Các người cứ giống y nhau, chần chừ, do dự. Anh hy vọng lần sau em ủng hộ anh làm chỉ huy của mọi người. Với sức mạnh từ HT, Bắc Diểu là một tanh cơ chính hiệu và không thể ngừng thể hiện điều đó bằng cách liên tục bị đánh hội đồng. Đại diện cho làng Thổ là Khôn Trung, may quá không phải Tấn Trung, chủ nhân của Địa Hổ Giáp. Anh là chiến binh trẻ tuổi nhất ở đây với một tác dụng duy nhất là khuyến khích khán giả tập thể dục thể thao, chạy cho nhanh. Với tốc độ của Địa Hổ, Khôn Trung trở thành một bóng ma là lướt trên chiến trường. Và khi Khôn Trung sử dụng vũ khí của mình, anh sẽ chỉ còn trên chiến trường mà thôi, vì cây đao này cồng kềnh phết. Thành viên cuối cùng của chiến đội là Tây Chiêu, con cháu làng Kim, chủ nhân của Tuyết Ngao Giáp. Từng bị phe quái vật bắt cóc từ nhỏ, nhưng anh sớm được cảnh tỉnh và trở về phe ánh sáng, để mất đi 99% sức mạnh trong quá trình, và làm chỗ xỉ vả của các đồng đội trong suốt phần đời còn lại. Một con quái vật nhỏ bé cũng không thu phục được, chẳng lẽ cậu không đủ nhẫn tâm? Một concept mà chắc chắn không bề nguyên si từ Gao Bạc. Mang trong mình sức mạnh Tuyết Ngao, Tây Chiêu trở thành chiến binh mạnh nhất. Đúng vậy, bạn không nghe nhầm đâu, con chó là mạnh nhất, đội trưởng với sức mạnh là con rồng lửa. Không, cùng nhau, 5 chiến binh áo giáp tập hợp để bảo vệ quê hương trước sự xâm lược của đội quân quái vật cầm đầu bởi chúa tể bóng tối, chiến lược giả thiên tài với âm mưu hủy diệt thế giới bằng cách chơi tiến lên miền Nam mỗi khi ra quân. Cóc ông bà, cóc nhà, đội con heo. Không những thế, chúa tể bóng tối còn có các thuộc hạ là con người, khiến cho phim trở nên quá plot twist so với bộ óc học sinh tiểu học, và khiến các chiến binh gặp nhiều khó khăn vì trong đám thuộc hạ kia có gái. Và để đối mặt với những khó khăn đó, 5 chiến binh phải tập luyện không ngừng nghỉ để trau dồi kỹ năng, vượt qua từng thử thách nhờ thứ bản lĩnh không thể nào mà châu Á hơn: nghe lời tổ tiên mách bảo.
Tay phải nhanh, quay đầu phải nhanh, chân cũng phải nhanh. Trong lần tấn công quyết định chính là tấn công bất ngờ. Nhưng thiếu đi những bộ giáp mới và những siêu robot xịn sò không chỉ làm giảm doanh thu bán đồ chơi cho tổng công ty mà còn làm giảm sức mạnh chiến đấu của các siêu nhân, nên họ phải cố hết sức để cải thiện chính mình để có thể bảo vệ nhân loại khỏi lũ quái vật bằng cách biến hình rất lâu. Triệu hồi vũ khí rất chậm. Sử dụng tuyệt chiêu mất nửa tiếng. Mất việc làm. Hỏa long, mộc ưng, thổ báo, thủy chắc, kim khuyển. Có thằng bạn danh công. Để tôi. Có thằng đồng nghiệp làm giỏi hơn mình. Bị người đời soi mói. Đó là những thử thách đáng sợ nhưng không hề đáng lo, vì chuyện gì khó đã có bảo hiểm mang tên chiến binh thứ 6. Đến đây để giải quyết những việc mà 5 người kia không làm được. Người mà bằng một cách Alabama, Ohio nào đó có thể có dòng máu của 5 làng, hoặc phải có đai lưng xịn sò, hoặc phải kết hợp 5 anh em kim mộc thủy hỏa thổ lại với nhau. Điều kiện phức tạp vãi. Nhưng với sức mạnh áp đảo của mình, anh chỉ xuất hiện để đánh chùm cuối, rồi đi luôn sang phim riêng của mình cho nhanh và không bao giờ trở lại. Với tất cả những yếu tố kể trên, các anh hùng trên đất đem lại một câu chuyện sâu sắc về tình anh em, tình cảm gia đình, những bài học giá trị trong cuộc sống, mang nhiều giá trị giáo dục như hãy nói chuyện một mình, tôi chỉ nghe bản thân mình, không muốn bị ai sắp đặt cả, hãy uống đúng thuốc, hôm nay em uống lộn thuốc rồi hả, và đặc biệt là những bữa cơm ngon cho thế hệ 9x 2000. Còn những bữa cơm không ngon, tôi nằm ngửa ra đòi tiền mẹ mua đồ chơi. Với sự tham gia của mật mã Liều Cô, khởi động hệ thống phòng đấu giả tưởng, Kamen Rider Kick, Flaming Fist, Flaming Fist, Tempest Kick, thủ lĩnh thẻ bài, ăn há cào, tiếp tục ăn há cào, vẫn là ăn há cào. Há cào tới đây. Hà Nội sau mưa. Ở đây nhiều muối quá. Anh hùng trái đất.